Bà cho hỏi cái này là ơ xà bên nhà em là tổ chức là lì xà mà tàu lạc bù giờ các bà giờ dạ lại có băng lại có băng nữa hỏi chưa lại có băng đi nè lại tặng cái chuyện hai là chào các bạn. Vâng, các bạn cái này là ở xã bên em này là tổ chức ra mặt câu lạc bộ là các bạn định là ớt lòng mùi công chiêng là ớt thọm nọ. Dạ, đó tôi tài số ạ. Dạ, tài số. Vâng, tài xã. Vâng, tài thưởng xã bên em. Vâng, vâng, cảm ơn. Là tài số này đã. Dạ, cảm thấy cái này các bạn có cảm thấy mà vui ạ. Ơi, đến tôi vui lắm ạ. Rất là thật vui. Mỗi cái hôm ra. Vâng, đến tôi giao mỗi cái hôm ạ. Cảm ơn ạ. Cho hỏi cái này ủn ở ban thư ký là tất cả mọi đội văn nghệ các tính câu lạc bộ các tính ạ. Dạ ơi, bà cả mấy em là còn có mấy câu lạc bộ tính nhà quê chỗ bà mà là những tính nào cái này là mời những tính nào à còn có mấy câu lạc bộ ở trong đó nào nhưng mà ở còn tính Hòa Bình và Lạng Sơn ạ. Cái này là vào mời những Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình ra. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Đâu nói em. Con em đi mấy người ạ? Mấy Thank you.
nhau mới thành quả chứ. Bác cho cũng nói là cái này thả bên em là ủy ban nhân dân xã là tổ chức về câu lạc bộ hát thiền mương. Hát thiền mương đấy là bác là đây đi bước cái dao giờ bước cái hôm mà giờ cô bỏng của bác Kha đã. Bác cảm thấy cái này còn mang vui nhá, còn gối à vui nè. Cảm ơn bác nha.